xung đột tại Biển Đỏ đang đặt ra những thách thức đáng kể cho Trung Quốc, một quốc gia có lợi ích chiến lược và kinh tế sâu rộng trong khu vực. Đường thủy quan trọng này là tuyến đường hàng hải chính cho dầu mỏ và hàng hóa từ Trung Đông đến các thị trường toàn cầu, bao gồm Trung Quốc. Xung đột gia tăng không chỉ đe dọa an ninh cung ứng năng lượng và ổn định kinh tế của Trung Quốc. Kính chào quý vị khán giả, những thông tin quốc tế nổi bật vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chú ý theo dõi. Một quan chức cấp cao của lực lượng Houthi ở Yemen cam kết sẽ bảo đảm an toàn cho tàu Nga và Trung Quốc đi qua Biển Đỏ. Trong một cuộc phỏng vấn được báo Investia Nga đăng hôm 19 tháng 1, ông Mohammed Al-Bukhati, quan chức cấp cao nói trên, nhấn mạnh đối với nhiều quốc gia, trong đó có Nga và Trung Quốc, hoạt động vận tải hàng hải của họ trong khu vực không bị đe dọa. Theo báo Guardian, lực lượng Houthi cho đến giờ khẳng định các cuộc tấn công của họ ở Biển Đỏ chỉ nhắm vào tàu mang một số quốc tịch nhất định, nhưng Hải quân Mỹ cho biết các tàu bị tấn công có liên hệ với hàng chục quốc gia. Bên cạnh đó, Trung Quốc kêu gọi chấm dứt hành vi quấy rối tàu dân sự ở Biển Đỏ, đồng thời nhấn mạnh khu vực này là tuyến vận chuyển hàng hóa và năng lượng quốc tế quan trọng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh cũng nhắc lại tình hình căng thẳng ở Biển Đỏ có liên quan đến cuộc xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas, đồng thời cho rằng ưu tiên hàng đầu là chấm dứt xung đột ở dải Gaza càng sớm càng tốt để ngăn khủng hoảng lan rộng hoặc vượt ngoài tầm kiểm soát. Theo Reuters, tình hình Biển Đỏ lúc này phần nào cho thấy nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Trung Quốc dễ bị tổn thương trước những biến động nguồn cung và cú sốc về nhu cầu bên ngoài. Doanh nhân Han Changmin, chủ một công ty xuất khẩu ô tô do Trung Quốc sản xuất sang châu Phi và nhập khẩu xe địa hình từ châu Âu cho biết, chi phí vận chuyển một container đến châu Âu đã tăng lên khoảng 7.000 USD so với mức 3.000 USD vào tháng 12/2023, khiến công ty ông gặp không ít thiệt hại. Nếu tình hình Biển Đỏ thêm xấu đi, nền kinh tế Trung Quốc có thể còn đối mặt thêm sức ép trong lúc đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng bất động sản, nhu cầu tiêu dùng yếu, dân số giảm và tăng trưởng toàn cầu chậm lại. Có nhiều lý do khiến Trung Quốc ngần ngại can thiệp vào vụ tập kích của Houthi nhắm vào tàu hàng trên Biển Đỏ. Với tuyên bố đáp trả cuộc tấn công của Israel nhắm vào Hamas tại Gaza, khoảng 2 tháng qua, lực lượng Houthi ở Yemen đã liên tục tấn công các tàu hàng đi qua Biển Đỏ bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa. Mỹ sau đó đã dẫn đầu một liên minh hơn 20 quốc gia từ Anh đến Bahrain tiến hành nhiều biện pháp đáp trả, bao gồm không kích các cơ sở của Houthi ở Yemen. Các hành động của Houthi trên Biển Đỏ cũng khiến Trung Quốc bị ảnh hưởng lớn, chẳng hạn các tàu của Trung Quốc phải đi đường vòng khiến đội chi phí. Tuy nhiên, cho đến nay, cách tiếp cận của Bắc Kinh chỉ là kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công vào tàu qua Biển Đỏ và bày tỏ lo ngại về tình hình leo thang. Ông David Ares, giáo sư chính trị quốc tế tại Trung tâm nghiên cứu Hopkins, Nam Kinh nhận định, Bắc Kinh thà chấp nhận những khoản chi phí đội lên hơn là liên minh với Mỹ hoặc thực hiện các cam kết an ninh tốn kém ở khu vực đầy biến động. Houthi được cho là do Tehran hậu thuẫn, trong khi Trung Quốc từng đứng ra làm trung gian để nối lại quan hệ ngoại giao giữa Iran, Ả Rập Xê Út vào năm ngoái. Do đó, nhiều nhà phân tích nhận định, Trung Quốc muốn giữ vai trò trung lập để không mất lòng cả Iran lẫn các nước Trung Đông. Hơn nữa, Houthi cũng đã cố né các tàu Trung Quốc và Nga. Đây là một lý do nữa khiến Bắc Kinh không quyết liệt với Houthi. Một chuyên gia khác nhận định, ông Jeremy Chen, nhà phân tích cấp cao tại Eurasia Group, nhận định phản ứng im lặng của Trung Quốc xuất phát từ quan điểm các cuộc tấn công ở Biển Đỏ là kết quả trực tiếp cho việc không đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài ở Gaza. Bắc Kinh đổ lỗi cho Washington về việc xung đột ở Gaza không có dấu hiệu giảm leo thang trong suốt những tháng qua. Còn ông Quan Yiwei, giáo sư quan hệ quốc tế tại Trường Đại học Nhân dân Trung Quốc cho biết, quan điểm của Bắc Kinh không chỉ là đứng về một bên mà còn phải ủng hộ quyền và lợi ích của tất cả các bên, đặc biệt là các nước đang phát triển. Giáo sư Quan nói thêm, các quốc gia đang phát triển muốn Trung Quốc áp dụng lập trường công bằng và lên tiếng cho thế giới Ả Rập. Theo nhận định của chuyên gia William Spegura tại Trường Đại học Groningen, Hà Lan, Bắc Kinh không muốn bị coi là ủng hộ nhóm đe dọa sự ổn định của hệ thống vận tải quốc tế và họ cũng không muốn các dự án khu vực của mình bị cản trở bởi xung đột lan rộng. Ông Figuera nói thêm, nguồn lực quân sự của Trung Quốc tại vùng vịnh khá hạn hẹp và họ chắc hẳn không muốn bị kéo vào xung đột quy mô lớn. Nếu Trung Quốc lên tiếng quyết liệt hơn, họ có thể làm mất lòng Iran và chịu những tổn hại không đáng có. Trung Quốc có lẽ sẽ tiếp tục lập trường hiện tại chừng nào các quốc gia Ả Rập ở vùng vịnh còn chưa đổi ý. Nguyên do bởi nơi đây có lợi ích thương mại lớn của Bắc Kinh. Các nhà phân tích nhìn chung không kỳ vọng nhiều vào việc Trung Quốc sẽ thay đổi lập trường hiện tại, nhưng mong đợi Bắc Kinh sẽ tham gia nhiều hơn một chút về ngoại giao, đặc biệt với Iran. Trung Quốc sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Pakistan và Iran sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Pakistan nhắm vào khu vực biên giới ở Iran. Thông tin trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đưa ra trong một cuộc họp báo thường kỳ. Tại cuộc họp báo, một phóng viên nêu câu hỏi khi có một số thông tin cho biết Trung Quốc đang tiến hành hòa giải giữa Pakistan và Iran, liệu Trung Quốc đã liên lạc với cả hai bên chưa? Bà Mao đáp rằng Bắc Kinh đang theo dõi chặt chẽ diễn biến. Trung Quốc luôn chủ trương rằng quan hệ giữa các nước cần được xử lý phù hợp với mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế,
đồng thời chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước cần được tôn trọng. Bà Mao nhấn mạnh, phía Trung Quốc chân thành hy vọng hai bên có thể bình tĩnh, kiềm chế và tránh leo thang căng thẳng. Chúng tôi cũng sẵn sàng đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giảm leo thang tình hình nếu cả hai bên đều mong muốn. Bà Mao nhắc lại rằng, Iran và Pakistan là các nước thân thiện với Trung Quốc và là những nước có ảnh hưởng quan trọng. Cả Tehran và Islamabad đều là các đối tác thân thiết của Bắc Kinh, cũng là thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, SCO, do Trung Quốc dẫn dắt. Theo kênh tin tức Geo News, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Karachi, Pakistan, Dương Vân Đông nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giúp giải quyết những khác biệt giữa Pakistan và Iran. Diễn biến nêu trên được diễn ra sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào nhóm Jaish-e-Ahmad ở Pakistan. Jaish-e-Ahmad là nhóm vũ trang Hồi giáo hoạt động ở đông nam Iran, gần biên giới Pakistan. Pakistan cực lực lên án cuộc tập kích tên lửa khiến hai trẻ em thiệt mạng này. Pakistan coi đó là sự vô cớ xâm phạm không phận và cảnh báo sẽ trả đũa. Đến thời điểm hiện tại, Pakistan cũng tiến hành cuộc tấn công trong đêm, tiêu diệt một số mục tiêu phiến quân cư trú ở khu vực biên giới ở Iran. Theo phía Tehran, cuộc tấn công của Islamabad đã khiến ít nhất 9 thường dân thiệt mạng. Tất cả nạn nhân không phải là người Iran. Ngay sau đó, Iran triệu tập đại diện lâm thời của Pakistan. Pakistan cũng triệu đại sứ của mình về nước sau vụ tấn công của Iran. Tehran và Islamabad thường xuyên cáo buộc nhau cho phép phiến quân hoạt động từ lãnh thổ của nhau để tiến hành các cuộc tấn công, nhưng ít khi lực lượng chính thức của hai bên có hành động. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.